A, B, C, D. A1, B1, C1, D1. Rồi, AB ở này. Ê, B1, C1 là đừng có để B1, C1 mà phải để AD, hiểu không? Đừng có để B1, C1, em hiểu không? B1, C1 là từ đây qua đây phải không? Nhìn cái trụ nè. Đừng có để B1, C1 mà để AD. D, D1, đừng để D, D1 mà để A, A1. Ôi, vậy là quy tắc hình hợp. Nó ra K bằng 1 luôn. Nó sẽ ra được AC1 luôn. Vậy này là 1. Bài này cho điểm em. Đúng rồi, không cho đâu. Dễ gì không cho. Trời ơi, đi lộn. Em là cách khác.